Đấy, cái sóc này. Cái này đi sẽ công điểm
nè mà đắng bên cao bị quá tiền đắng cái này cái quán cầu ra này bắt là gọi là cái này nhanh lắm lấy lúa bao mà lâu mà dạ ba à không không bao mà thấy một ký bán một con một ký bán được con trên nắng được 20 ngàn trên nắng thì nhỏ nhưng con cậu này cái tăng nó mình bắt thành hâu này mà bị nó mất mấy cây to lắm nó ở đây ơi trong cây thì sao không mình ồ lại chăng chốn mình ấy rồi sao đi ờ chăng chăng này chứ ông nó trong cây để đâm chốn lắm đó, oh. Còn ba ấy. Từ đó cho thơ từ đó nắng theo ông ôn quá chung á, bà lắm cả. Tiếng ca bật nguồn từ đất khô, từ mưa gió, từ vào trong đá xưa đến bây giờ ăn phân mà đa trông trông thoát khuôn thoát sọc lên này nó ăn cái này món cầu món tái này có đá xu ở kia lòng cái là khoai bì khâu lắm rồi lâu nè băng nè thơ quan cây ตั้งทอดตั้งทอดตั้งเสียประตาต่อเนื่องนั้นบ้านอยู่ยังบ้านอยู่ต้องทำนะบ้านใจตอดอิ่มลองกับตัวแม่จมได้แค่ลองตั้งแม่ไว้จมมัดก็ไม่ได้ยินจมมัดจับเชือกแม่ไว้ลอง đừng lại nói chuyện với bà con hơn là thấy thật tiền cái này không sao gì mà ta trồng dưa leo bắp từ mưa gió từ vào trong đá xưa đến bây giờ xanh đèn vầng trang thơ dòng sông đó loài dòng yên ngủ sâu mới hôm nào bão trên đầu này từ sắc này anh ông ta học sao vậy chứ chẳng đâu đang bán cái tôi đi con một giỏ trên trăm nghìn kiếm lắm được hơn chục cái này ở tuyết คลายเตียงยมตู้จริงเล่นเต้นคลายดังคลายนิ่งลงอันนี้มันเฮยแบงเนี่ยแบงนี่มันทะเลใช่ไหมไหน
trái bút. Dừa này trái nhỏ nhỏ mà ngọt. Mà thiếu một thế trái đó vậy. Cô cảm ơn anh ấy nha. Dăng ta lên, vừa ta lên từ cây luôn. Bắt xe à, thương quá. Lên bánh cầu thang mà dăng. Cái này dành cầu thang là cầu thang sắt thôi mà chứ. Đâu phải cầu thang trao đâu mà. À, bắt chứng. Mày chịu hôn. Bắt chứng hay trôn quá. Nửa đêm đó, lời ca dạ lan như ngại ngùng. Vùng u tối. Loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng. Một đời bỏ tập lưới đấy Phúc. Rồi, tập lưới đã lạnh chứ. Đã lạnh. Lại đâu có. Đàn là tiếp tiếp tục cần trái tích lúc đại đấy. Vừa nào nó khắp nhũng rồi. Ấy nhanh tầm tầm như này. Ủa cần cho cây nó pháp nhũng này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Này thì hai dừa ở ở xã Cô Tô ở Thía. Dưới nơi nắng nơi tập chung mua nơi tập Thía chứ nghe. Ngập sập Thía. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Này tiếp đó. Tiếp bằng phúc. Quỳ mong. Tìm rắn ấy. Những cái hạt đồn phơn. Đồn phơn mà vừa nữa. Dạ.
dừa xiêm chua chua ta. Cái này dừa nữa, giang qua dừa xiêm. Dừa để thà nó cũng chua chưa. Nó cơm nữa, cơm nó con sạch với cả chả nên này, nè. Yeah. Sạch nên mọi món bên này. Mày nát á? Nước tươi nhiều. Nhưng mà tươi tươi nhỉ? Anh nhưng tươi là nó gì cả? Anh nó mà tươi tươi. Chạy đến khao hơi cháy nữa mày. Mẹ cháy nóng cặp nữa. Cái cặp mắm là tươi tí. Tí á. Tí là cặp mà cứ là mà nóng cháy cháy. Ừ. Này sự công đến đang còn in dấu chân.